Ok, chào các bạn nha, làm thêm clip thanh lý đồ các bạn. Ok, tiếp tục nha, mình tiến hành nha. Làm thêm clip thanh lý đồ thì mình sẽ tìm những cái đồ mà mình không bán nữa mà thanh lý á. Mình không có kinh doanh nó nữa ha. Bỏ mẫu thanh lý. Ha, ok. Ha, bơm thì các bạn đợi giùm nha, mình đang đặt một cái đang tiến hành đấu và đặt mà một cái biến áp vào một pha ra ba pha mình test nha. Đó, xử lý. Ok, một số mẫu nha, mình bỏ mẫu. Đầu tiên cái này nè các bạn. Ha, bộ này nha. Bộ này bộ chế hòa khí của máy bay. Ở đây có chụp bô nhưng mà anh khách ảnh rã ra không phải chụp bô các bạn. Mà nó là một cái bộ mà cấp khí nha, cấp khí cũng có cánh nha. Nhưng mà nó chỉ là không có cánh lửa, tức là vẫn có cánh nha. Cái bộ này thì có thể mở ra. Sắp tới các bạn, sắp tới nếu mà khoảng một tháng nữa mà không bán được thì mình sẽ tiến hành mình rã ra hết luôn nha. Rã hết còn 4 cái nha, 3 cái 4 cái gì đó. Tiến hành rã hết luôn. Thì mình sẽ nghiên cứu mình đưa ví dụ như cái này đi. Bây giờ nó chỉ có một cánh gió thôi đi. Mình lắp một cái động cơ siêu tốc vô ha để bán nha. Còn bộ này bộ làm mát không khí nha. Nó cái nào mà cần xài thì sẽ để, còn không xài thì sẽ ví dụ như tỉ cho gọn lại các bạn. Ha, một đầu không khí vào và đầu kia ra thì nó sẽ mát ha, tại vì nó là nhôm tản nhiệt nguyên khối, nhôm lạnh đó. Bộ này bộ kia tiến hành mình rã ra bán các bạn, thu vốn nha, thu được bao nhiêu thì thu. Còn để như vậy thì vẫn là giá 2,4 triệu bao ship nha. Còn khách nào lấy từ hai cái thì giá sẽ đàm phán lại đó. Còn bộ này bộ kia nha, rã ra bán chứ không có để nữa nha các bạn. Ok, đây là một món mình cần thanh lý nha, cái này để chơi. Còn cũng khá nhiều sạc vô các bạn ha, khá là nhiều sạc vô luôn ha. Chắc tiếp tục thanh lý tiếp, tại vì mình để lâu lâu thì mình cũng có vào việc mình bán cái này kia ha. Thanh lý thực ra mình cũng làm rất là nhiều clip rồi nhưng mà nó cũng rất là khó bán các bạn. Sạc vô thì nó hơi khó nha, hơi khó hơn những cái khác. Động cơ DC hay gì đó thì nó dễ nha, ai cũng có thể hiểu, nhưng mà sạc vô thì nó hơi khó. Ok, tạm để sau nha, mình làm một cái clip chuyên riêng ha, bán riêng. Bây giờ mình sẽ đi những cái hàng mà lẻ các bạn. À, tiếp tục. Ok, thì thôi nha, mỗi clip mình sẽ đề cập chút xíu lại nha, tại vì lượng khách mới ở mình là 65%. À, mình sẽ chào những khách mới nha. Khách cũ, khách nào có muốn ủng hộ thì xin ủng hộ nha. À, tiếp tục mình nói nhanh nha, cái nào mà đã nói thường xuyên thì mình sẽ nói nhanh qua. Đĩa cắt Boss, toàn bộ đây là hàng Boss hết nha các bạn. Boss nha, đĩa cắt nha, đĩa mài và đĩa giấy nhám, chỉ có 3 loại thôi. Đĩa cắt, mài và giấy nhám. Cái này là hàng bãi nó về các bạn, mình ôm khoảng gần 100 kg nha, bán hết còn nhiêu đây. Giờ chắc cỡ 30-40 kg các bạn. Ok, đĩa cắt Boss nha. Đĩa cắt Boss thì đây thì có thông số đây. Phi 150, mỏng 1,6 ly và cái lỗ phi ở giữa là 22,23 nha. Cái lỗ này thì cho những cái máy lớn một xíu, còn cái máy cắt cầm tay một tấc của mình thì không có đưa vô dừa các bạn nha. Ok, thì cái này mình đang thanh lý nha. Cắt này các bạn chú ý nha, for inox mình không rõ cắt sắt có được hay không nha, nhưng mà for inox thì các bạn cứ xài cho inox là tốt nhất, còn cắt sắt thì có thể tốt nhì chẳng hạn, ví dụ vậy nha, tại vì nó chuyên dụng đúng không. Thì hiện tại mình đang xả hàng 100k 4 miếng nha, 100k 4 miếng. Cái mấy cái cấn này các bạn là do mình vận chuyển á, mình nó nhiều quá các bạn ha, nó cấn xíu. 100k 4 miếng nha. Đây là sản phẩm đầu tiên. Tiếp theo là cái đĩa mài có 3 phi nha. Đĩa này là phi 125 mà phi 125 ở chính giữa thì nó vẫn là 22,23 hệ in nha, hình như là 7/8 in. 2,23 phi 125 dày 6 ly hàng của Boss. À, toàn bộ Boss for inox. Cái này mình đang bán là 100k 4 miếng luôn các bạn, chơi luôn. À, nặng quằn luôn á. Này giá bao ship hết nha. Các bạn mua 100k vẫn bao ship nha, chứ không phải là không bao ship. À, 100k 4 miếng. 4 miếng này mà các bạn ít xài á, thì mình nghĩ là xài cả năm các bạn. À, và hàng Boss thì chất lượng rồi các bạn. Cái này
khách nào mà có cái máy lớn lớn các bạn, ví dụ như mấy bạn mà bên nước ngoài hay làm cái clip á, họ hay xài cái máy mà cầm hai tay các bạn ha, một tay cầm ở đầu, một tay cầm đuôi á, máy lớn 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 á, mình thấy cắt phê ghê á, cắt nhanh, đưa vào cái là vèo vèo à. Ok, chăm cao 4 miếng nha. Cái đá mài thứ hai phi 150 nó bằng với đá cắt này các bạn nha, vẫn là phi 150 nha. Cái khách nào muốn lấy một cặp thì lấy một miếng đâm, lấy một loại đá cắt và loại đá mài phi 150 à. Cái lỗ ở giữa vẫn là 22,23 à, phi 150. Thì cái này thì 100k 3 miếng đấy các bạn à, rất là nặng, to, nặng nha. 100k 3 miếng. Thì cái này tiền ship á, à, mình đang xài cái gói 30k của bên cho hàng nhanh các bạn. Từ 5kg đổ lại là cứ 30k hết nha. Gần cũng 30k, xa cũng 30k nha. Bổ đồng. Có những cái gói như vậy cũng rất hay ha. Mình cứ dễ, mình dễ tính được trong cái đơn hàng của mình á. Còn lại 70k ha. 70k thì tiền vốn với tiền là tiền lỗ. Chứ không có lời. Ok. Cái đá cắt, cái đá mài thứ ba nha, lớn nhất phi 180 luôn. À, cái này mài cho bao phê các bạn. Đưa vào à, mài xẹt 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 xẹt. Cái này 100k 2 miếng các bạn ơi, nặng quá. 100k 2 miếng nha. Nặng to đùng ha. À. Và cuối cùng là loại cái loại đá đá nhám nha các bạn. À, đá nhám nha. Đó, phi 180 luôn. Cái này thì 100k cũng 2 miếng luôn các bạn. Ha. Cái này phong metal nha, mà phong sắt. Ok, chỗ tốt các bạn, đi đi tới luôn ha. Mình làm clip. Hiện tại hai cái này lúc trước mình định thanh lý nha, nhưng mà cuối cùng mình đã vào việc rồi nha, cho nên khách nào mua thực ra cái này nó cũng tương đối rẻ các bạn. Bạn lên Facebook á, tìm thì cũng có nha. Cái này thì mình đưa vào cái máy phát điện ở đây nè. Đây nè. Nhưng mà nói gì chứ dự án không biết chừng nào mới xong. Ok, một cặp nguồn 48V 3.2A ha. Thanh lý cho các bạn nguồn lambda. Thanh lý 190k một cái bao ship nha. 190k một cái bao ship. Còn cái này đăng hoài bán không được ha. Coi cái này 50k các bạn. 50k nha. Khách nào có mua cùng cái khác mình gửi nha. Cái nguồn 24V 14.6A nó hơi nó nhiễu các bạn, nó giật nha, nó không có ổn định. Nguồn mình xài á mà giật bỏ ra 50k. Lát mình bỏ ngoài kia luôn nha. Ở đây thì cái này thì vẫn tiếp tục là giá là 250k các bạn, cái nguồn máy tính nè của Nhật nha, Japan. Đó. Nguồn máy tính. Đây, SCR. Con này bữa nay đi hai đơn nha các bạn. À, con này thì hiện tại giá 900 bao ship mà, hàng bao zin bao xài, hàng của Nhật, Japan. À, mình đấu ra cái núm chỉnh tốc độ luôn. À, khách nào muốn chỉnh tốc độ động cơ các bạn. Lấy nó rất là ngon nha, rất là ngon. Ở đây mình còn một con cái này bữa mình lấy dư các bạn. Một con biến tần Made in Germany. Con này 400W nha, vào một pha ra ba pha. Con này để các bạn 208 bao sóng bao lên đèn. À, bao sóng bao lên đèn còn không biết cách kích. Không biết cách dây nó đi làm sao hết trơn. À, mình cũng đi mua về bán vậy các bạn. À, 208. À, bao ship nha các bạn. Lãi vài ly cà phê. À, làm cho có. Ok các bạn xem nha. Con này thì mình cũng đã giới thiệu nhiều clip nha. Có một clip mở bên trong á. Khách nào cần liên hệ mình gửi cho coi là chắc ngất luôn á. Xỉu luôn nha. Coi xong xỉu luôn. Thì mấy cái này các bạn, giờ bán thì cũng nó cũng không được bao nhiêu tiền. Mấy cái mạch, mấy cái bo điều khiển 3A nha. Một lát mình sẽ làm một cái clip. Cái này 50k các bạn, để ra ngoài khách nào mua về lấy linh kiện. Cái motor này chế quạt các bạn rất là to luôn, cốt 8 ly. Cái này thì mình đang bán 200 bao ship, tặng kèm một cái. Để một tí nữa các bạn, một tí nữa mình làm thêm cái clip mình đấu nó các bạn. Có một khách hỏi mình nha, anh ơi cái này đấu vào cái motor này chỉnh tốc được không? Thì một tí nữa mình sẽ làm clip trả lời anh luôn nha, trả lời bạn nha. Rồi bạn có mua thì mua.
Cái này còn cỡ 4 cái nha. À, hồi chiều này có một cái không chạy của anh khách nha. Mình sẽ bù một cái là còn 3 cái ha. 3 cái. Mỗi một cái là 200k tặng một cái con chỉnh tốc độ nha. Thôi, dự ớn phát điện ngưng các bạn. Mệt quá. Tạm ngưng, tạm gián đoạn. Con này tí mình làm một cái clip review bên trong coi nó chạy tới chạy lui sao nha, điều khiển làm sao nha. Ha. Cái này là cái van đóng mở ha. Van đóng mở rất là xịn sò luôn của Nhật các bạn. Các bạn nào mà có muốn làm một cái van để mà đóng mở cấp nguyên liệu á, các bạn gắn thêm một con timer nữa nha. Ví dụ như các bạn chỉnh đi, nó mở ra bao bao nhiêu độ đúng không? Và bao nhiêu thời gian thì các bạn sẽ ước lượng đi. Cái lần tiếp theo á, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại á, mình đoán là nó vẫn dao động gần bằng nhau. Tức là ví dụ cái này các bạn, ví dụ cái này đi. Các bạn tí mình review bên trong nha. Coi nó chạy làm sao nha. Khi biết nó chạy rồi, các bạn gắn qua một cái con timer. Để mình đi thấy mấy con timer cơ các bạn. Khách rất là chuộng timer cơ nha. Timer cơ nó rất là xịn. Hàng của Nhật ạ. À. Còn timer điện tử thì nó hơi khó xài. Timer cơ thì các bạn chỉ việc đơn giản hóa nha, các bạn vặn tay thôi. Timer cơ. Lấy mấy con timer về gắn con này. Ví dụ như các bạn mở ra ha. Ở đây là ví dụ như 0 độ đi, các bạn mở ra 90 độ là mở thẳng đứng luôn nha. Mở thẳng đứng vô đây luôn. Trong thời gian ví dụ như 1 phút thì các bạn cái ví dụ như các bạn cân hột bắp á. Hột bắp đi. Cái này đặt lên vậy nha, cân. Ví dụ như nó xuống trong 1 phút đó nha, xong rồi các bạn nó tự động nó đóng lại nha, đóng lại. Thì các bạn cân được 1,2 kg. Thì những lần sau các bạn lặp đi lặp lại vậy đó. À, thì 1 phút ha, rồi nó mở lên 90 độ thì vẫn là 1,2 kg nha. Có thể là 1,25 kg, 1,2 mấy nhưng mà không quan trọng. Đó, cho nên là mình vào việc là như vậy các bạn. Cái này tí mình làm một cái clip liên quan cái nó cho nó vui nha. Hàng này bên bãi có nhưng mà rất là kén cách sử dụng nha. Khách nào biết cách sử dụng thì rất là ngon. Cái lực mà kéo của cái cách cánh các bạn 0,5 N là hơi bị dữ nha. Apply to get done là sao ta, không hiểu ha. Chú ý sao ta hả, ví dụ như cái lực mà nó bị kẹt lại các bạn, cái lực mà bị kẹt lại nó vượt quá 0,5 newton trên mét á, thì cái van nó sẽ bị đam, bị giống như hột bắp thì nó chỉ dễ kẹt các bạn, bột mì bột gì đó nha, thì nó sẽ không bị kẹt. À, nó đóng là không bị kẹt. Cái này là hình như đang xài bột này, mình thấy còn dính bột bột các bạn. À, chứ hột bắp thì nó nhiều, nó kẹt ở giữa cái là nó đâu đóng được các bạn. Đúng rồi, chú ý nha. Cái này 250k bao ship nha, hàng nguyên zin nguyên kiện, để như vậy nha. Bán con cái 250k mà nói muốn quẹo lưỡi các bạn. Dạo này mình bớt nói lắp nha. Khách nào mà có vấn đề về nói lắp mà, nói lắp bắp á, thì làm kênh YouTube đi. Nói nhảm chừng năm là hết các bạn. À, khỏi tốn tiền đi điều trị hết trơn. Nó trôi chảy hơn. À, nói lắp. Ngày xưa mình bị nói lắp ấy. Nhưng mà mình nói tiếng Nhật lại không lắp các bạn, mới ngộ vậy đó. Nha, mình nói tiếng Nhật lại không lắp nha. Nói tiếng Việt lại lắp. Lạ lùng. Còn cái này cái này gọi là slew ha. Trong trong lập trình thì chắc chắn các bạn sẽ biết slew. Trong lập trình hoặc là trong những cái gọi là bên cơ điện tử các bạn. Slew. Bây giờ gọi là bây giờ cái slew này rất qua nó rất là phổ biến nha, gọi là nó có một cái con gọi là master nha. Master nó sẽ điều khiển nhiều con slew. Slew là giống như con chủ tớ các bạn, tớ đầy tớ. Cái này khách nào về nghiên cứu nha, bán nhanh các bạn 200,
bao ship. À, chị nghiên cứu vẫn đang sống nha. Bữa mình cấp điện vào rồi, vẫn đang sống nha. Đó. Và đèn vẫn đang sống hết nha. Đo điện ra hết, ok hết nha. Đây nó có hai cái bo. Ha, sleo. Còn một con 12V nguồn silver 45A đã kích nha. Con này bán nhanh các bạn 380k. Đã kích rồi nha. Bao zin bao xài, bao ra đủ 45A. À, cái này sạc bình là bao phê luôn các bạn. À, sạc bình các kiểu. Đã kích rồi. 45A ra sẵn đỏ đen. 380k bao ship. Ở đây mình còn cái nguồn Sony 6V. Khách nào lấy về làm gì không ta? 6V. Cái này 100k bao ship. Đó, mấy cái này là mình thanh lý các bạn. À, đúng nghĩa thanh lý nha. 100k ba bao ship. Mai tới lịch mình đi bãi tiếp các bạn. Ờ, mấy cái hai cái này các bạn đón xem nha. Mình đã đặt pin rồi. Về thì đơn giản các bạn, cái này 4 cục đúng không? Đơn giản thì mình thay vô thôi. À, mình xem chân chân nó cái này thì nó không có hiện số rõ ràng các bạn. Nhưng mà những cái mạch mà mạch sạc bảo vệ pin á, đây nè. Các bạn thấy nó hiện không? Cái này là không nha, cái này không nói không nha. Cái tiếp theo là 3.2. Ở đây các bạn, 3.2 nha. À, 4.2 chứ. Rồi 8.4. Và tiếp theo là 12.6, nó có sẵn số hết trơn rồi. Mình cứ vô số vậy mình làm thôi. Nha, vô số thôi. À, cứ này đầu tiên không nó sẽ là cực âm. Rồi cứ như lần làm theo nha. Cực dương là 4.2. Rồi cực dương nó nói cực dương bên đây. Ủa, cực dương nói cực âm bên đây nha. Nó đang dạng nối tiếp. Cực dương nói cực âm bên đây. Qua bên đây cực dương thì chính là 8.4. Cực dương nó nói cực âm bên đây. À, thì bên đây vẫn là 8.4 các bạn. Bên đây là 12.6. Thì xong hết. Đó. Thay trong một nốt nhạc nha. Còn cái này thì mình chưa thấy cái số các bạn. Nhưng mà cơ bản thì nó đã có sẵn vậy rồi. Về thì thay vào thôi. Không có số. Nhưng mà cơ bản nó có một cái quy lực nha. Có quy lực. Chứ không phải là các bạn muốn hàng vô đâu hàng nha. Đây là hai cái máy hút bụi nha. Hai loại luôn. Mình đã mua pin, đặt pin. Bây giờ rút kinh nghiệm không có mua trên Shopee Lazada nữa các bạn. Đặt một khách quen trên YouTube. Còn mấy cái này các bạn, lúc trước mình mua rất là hối hận nha. Nè, giờ đặt khách quen hết, cái này là mua trên Shopee các bạn. Chơi ác thôi chứ. Đó. Còn đặt khách quen nè. Đó. Giá cũng vậy, khách quen. Khách quen. Cho nên các bạn biết khách quen nó có một cái giá trị nhất định nha. Đó. Và anh này chuyên về máy, chuyên bán máy pin. Anh hiểu rất là rõ nha. Có sao nói vậy. Đó. Người miền Tây. Còn anh này cũng người miền Tây luôn. Anh này thật ra là đã mua hàng trên kênh mình nhé. Mình ủng hộ ngược lại. À, nhưng cùng dính cháu. Không sao. Ok. Cho nên là khách quen thì nó sẽ có một cái giá trị khách quen các bạn. Tiếp tục là cái này mình thanh lý nè các bạn. Cái này định làm mấy cái cẩu chơi mà cuối cùng hay thôi chừa các bạn. Sắp tới cũng đang định làm cẩu đó. Định làm cậu các kiểu. Thôi chửi nha. Bán không có nhiêu tiền. Chừa. Còn không cách nào lấy thì 200 bao ship các bạn. Bằng giá mình mua lại. Cái này là mua với khách quen nha. 200 bao ship. Khách nào lấy thì lấy. Tiếp tục. Còn mấy cái này các bạn thật sự mình muốn thanh lý. Cách nào hốt không ta? Ha. Nản ghê. Tiền không. Cái bộ này mình mua 2.5 triệu. Luôn cái màn hình nè. Lần đầu tiên mua 2 triệu chứ. 2 triệu là cái CPU cộng với cái bo khiển.
sau đó cái về cắm nó không lên, không lên đèn gì hết á. Cái tức quá chạy đi mua thêm cái mặt màn hình 500 nữa, màn hình bãi nha, còn ngon. 2,5 triệu đó, đổ tiền vô đây, khách nào mua lại mình thanh lý hết nha. Để như vậy bê về luôn các bạn ha, bê về hết luôn nha, 800 nha, 800 về mua, bê về hết, hoặc là 900 mình tặng thêm một cái nguồn về nghiên cứu. Ở đây mình cũng có nguồn mà máy tính là lên nhưng mà mình không biết cách thay, nghe nó ớn ớn các bạn, không thời gian tập lum hết ha. Đó, 900 luôn cái nguồn về nghiên cứu ha, luôn hết luôn, tất cần tật luôn, 900 thanh lý trọng trọng chỗ, có lời có lỗ ha. Bù qua sức lại. Đây, cái món này tiếp tục là thanh lý đây. À, 65% khách mới. À, gọi là giải cứu, giải cứu. Cái này tí mình cũng làm một cái clip liên quan với cái này các bạn. À, làm một cái clip bung bên trong á. Còn cái clip mà để mình review thì đã review rồi. Nha, làm cái clip bung bên trong và xem coi tận dụng được cái motor này chế quạt hay không. À, và đi kèm với cái bo này nè. À, liệu có chế quạt được hay không, có ngon không? Tại vì hiện tại mình đang bán rất là rẻ, xả lỗ thu ở này, cắt lỗ các bạn 200 cặp nha, 200 cặp bao ship, 200 cặp bao ship. Đó, nâng hạ 100kg, nâng 100kg, điện 24V, bao sóng, bao zin, bao xài, hàng mới tinh chưa xài. Cái này khách nào vào việc được thì rất là ngon nha. Đó, bán ra rất là lời. Đó, cái hành trình là 48mm nha, 48mm nha, hành trình 48mm, động cơ tua cao 3200, tốc độ là 10mm trên 1 giây, 24V 2.2A, thì cỡ khoảng 4 mấy W nha. Con này chế quạt cũng bao phê nha, chế quạt cũng ngon. Đó, thanh lý. Mấy cái này tạm thời mình đợi các bạn ha, mình đợi nha, hàng về mình chưa kịp vệ sinh, đợi mình ráp cây mấy cái pin nè, đợi các bạn. Từ hôm qua hôm nay thì có mà nhiều khách hỏi lấy lại hết để lên pin bán nha, thì mình cũng báo giá rồi nha. Lô này là hàng mới chưa xài, hàng Black Decker của Mỹ ha, 14.4V, nhìn rất là đẹp nha, 14.4V Black Decker. Nó có hai loại các bạn, có thêm một loại này nữa nha, báo giá rồi nhưng mà thấy không khách nào vào việc hết nha. Thôi mình để mình lên pin mình bán từ từ cho nó vui nha. Black Decker Lithium, và sắp tới hình như cũng sắp tới vợ mình nó hỗ trợ mình được các bạn, cho nên là tạm thời từ từ, không gấp, trải nghiệm là chính. Tiếp tục thì cái này đặc biệt các bạn, đặc biệt có một con này nha, có một con 18V này là siêu phẩm 18V, quá dữ. Đây đây thanh lý đây các bạn, 400k bao ship à. Đủ cái tay bấm cộng với cái nguồn luôn nha. Đó, trước đây giá là 500, hiện tại thì mình thanh lý nha. Đó, cấp điện 220 các bạn, thanh ở đây sẵn nó đang ấy đó, nó đang đấu nối sẵn á. Mình cấp điện mình test cho các bạn coi luôn nha, 400k bao ship, giá này mình thu vốn các bạn chứ không có lời nha, lúc trước bán 500 500 thì lời được chút đỉnh. Cấp điện 220, đèn sáng lên nha, đèn sáng xanh lên,
Đó. Đây nè, dây này dây điện nha. Nó có cái rắc các bạn. Ha, có cái rắc nè. Còn đây là cái công tắc điều khiển cũng là có một cái rắc nha. Đây nè, cắm vô đây nè. Ha, bấm nè, chạy nè. Buông ra giữ vị trí các bạn. Buông ra là giữ vị trí nha. Các bạn đè cũng không tuôn nha. 100 kg, đè là chịu tải 100 kg luôn nha. Đó, cái này là thanh lý nè, 400 nè, hàng mới chưa xài. Tất cả mới hết nha. Đó. Thanh lý. Rồi, tiếp tục qua bên đây xíu nữa là xong. 25 phút. Có mấy anh khách nói mình làm cái clip dài dài hơn xíu nha, ngắn quá thì trời. Coi nó nhanh hết. Có khách nào có ý kiến cho mình xin các bạn? Ở đây mình còn mấy cặp ti thủy lực nha. Ti thủy lực ti 25, hành trình 500, hành trình 5 tấc. Hàng của Đức. Ha. Giá là 2.1 triệu một cặp. Một cặp các bạn nâng được 2 tấn. Đủ ống thanh lý. Còn bên đây là tay quay nâng hạ của Mỹ. À, vẫn đang thanh lý các bạn. Giá 1.6 triệu cây. Nâng hạ cỡ 1 tấn. Qua đây xíu các bạn. Con này cộng với một cái bo điều khiển nha, chạy 12V. Con này 12V ra 3.000 vòng, 24V ra 6.000 vòng. Chế bơm nước các kiểu nha, Mitsuba, cốt 10 ly. Con này siêu khỏe nha, hàng nguyên zin. Con này các bạn chế bơm nước rồi làm mài nhám băng các kiểu nha, cái gì cũng ngon hết nha. Luôn cái bo điều khiển 12-48 nha. Các bạn chạy 12-24 thì là 850k bao ship nha. Cái này con này hàng mới mình mua giá cao hơn mấy con cũ nha. Hàng gọi là hàng còn loại 1 các bạn. Nhưng mà thì thôi để các bạn giá cũ lại nha. Còn mấy con bán qua đợt thấy cũng không có hot lắm. Thôi mình ngưng không bán nữa. Qua đợt này thôi nha. Còn mấy con. Cái gì cũng qua đợt các bạn. Còn cụm này mình lấy mình trải nghiệm nha. Chiều mình cứ làm clip test. Nói chung này là cái đầu bơm nha. Nhưng mà nó bị mất cái đầu. Mình lấy mình coi có tận dụng được gì không. Cơ bản thì vẫn chỉnh được cái này kia. Cái này để các bạn 180k bao ship nha. Coi như mình trải nghiệm rồi mình trừ lại chi phí nha. Chứ mình mua là nó cao hơn xíu. Cho nên 180k mà bao ship đó thì còn lại tầm 140 nha. Đó, mình bù lỗ 60 ha. Bù lỗ 60 giống như mình đã trải nghiệm nó rồi. Nó vẫn chưa vào được cái việc gì nha. Mình định là đem về mình điều khiển mấy cái motor. Nhưng mà cơ bản thì thôi cũng mệt nha. Chế cháo cũng đuối ha, 180k bao ship. Cái này mình đang thanh lý các bạn. Cái này mình sẽ thay một cái con sạc vô. Con này là cái con zin của nó là 400W nha. 400W nhưng mà không có thắng. Ngày mai mình sẽ tiến hành mình thay lên một cái con 400W, con này thay qua các bạn có thắng nha. Và con này áp thấp ha, áp thấp, áp 90V ha, cho nên là mình sẽ thay qua. Và ngày mai mình coi là để đấu lại tam giác được không. Đấu lại thì mình chạy 48V là cực ngon luôn. Rồi mình lắp cái mình đang đi bãi các bạn, mình đang bãi mình kiếm cái ống nha. Cái cuộn kéo cuốn cáp á, cuộn rulo á, dài cỡ 2 tấc á, mình cho nó cuốn thử coi nó khỏe không ha. Đây là hộp số harmonic nha, hộp số đó các bạn ha, bạn thấy không đó, hộp số harmonic. Con này nếu mà cuốn cáp khỏe, con này làm tời cuốn cáp các kiểu rất là ngon nha. Đó. Cái mặt này mặt bích bằng thép nhôm. Khách nào đi tàu biển các kiểu nha thì không có sợ bị rỉ các bạn. Nhôm nha, nhôm với thép. Hàng Nhật. Mình thay con 400W này có thắng vào. Tại vì con này nó không có thắng nha. Thì mình đang đi bãi mình kiếm mấy cuộn rulo á, cuộn mà nó cuốn cáp các bạn. Ha, kiếm 2 cái tại vì mình ráp vô mình bán luôn. Mình test xong mình bán luôn.
Cái này thì các bạn có thể để nằm xuống nha. Ở đây nó có cái mặt này các bạn ha. Để nằm xuống và các bạn làm một cái ke, cái ke vuông góc nha, ke 90 độ á. Các bạn bắt cái chân, còn cái này thì bạn để nằm xuống, bạn bắt xuống cái mặt bàn hoặc cái mặt gì đó đó. Và cái này thì để làm cái cuộn ra, ý tưởng là vậy các bạn, làm cuốn cáp các kiểu ha. Còn cái này các bạn làm một cái lá mica hay là thép gì đó, nhôm mà mỏng mỏng các bạn quấn qua một cái ha. Cắt, lấy kéo cắt xong rồi bạn ấy lại cho nó đẹp, nó không có vô nước. Hiện tại để mình làm xong mình báo giá lại nha. Còn mà để zin như vậy thì hiện tại mình đang bán là 1.400.000, mà là cái con sạc vô, là sạc vô zin đó nha, 400W. Này hàng mới chưa xài nha các bạn. Tamagawa các bạn. Tamagawa 400W các bạn. 200V. Tamagawa Seki. Hàng mới chưa xài, con này không có thắng. Hộp số thì một khoảng 1/30. Ở đây mình không thấy cái 1/25 các bạn. Bạn thấy 1/25 không? Bây giờ mình mới để ý nha. Hộp số 1/25 nha. Hộp số Japan. GPN là ký hiệu của Japan. Quay cực kỳ êm luôn. Êm ru và ru. Này cao cỡ 3 tấc. Cục này nặng các bạn, cỡ 18 kg. Còn mà làm luôn cái cuộn mà cuốn cáp lên nha. Đó, thì chờ cỡ cỡ là thêm 10 kg nữa đi, là 28-30 kg nha. Mình coi nó cuốn cáp nó khỏe không các bạn. Động cơ 400W mà qua hộp số 125 cũng rất là dữ nha. Nha, lực cũng hơi bị dữ á. 400 kg, 500 kg thoải mái. Mình ước lượng vậy nha các bạn. Nha, ước lượng nha. Tại vì mấy con tời á các bạn có 100W. Nó qua hộp số khoảng 1/40. Nó kéo 400-500 kg. Ok, khách nào cần thì liên hệ nha, hoặc là mình đang lấy hai cuộn rulo đi bãi, mình đang tìm các bạn. Tìm để lắp vào mình. Hiện tại mình có cái cuộn này. Cuộn này cũng đang về thêm, đang ráp cái bên phần kia cho anh khách đặt hàng. Đó. Hay là gỡ cái cuộn này lắp vô đây ta. Các bạn. Mình nhìn nó xấu. Ha. Cuộn cáp kiểu này các bạn, lắp vô đây nè. Cái này để sau nha. Thì phải tạo ý tưởng vậy các bạn, bán chứ giờ tình hình khó khăn. Và mình đam mê nha, đam mê chế tạo chế cháo. Đây, cái này cũng là siêu phẩm nữa các bạn ha. Bệ xoay. Con này 1.650.000, để nguyên như vậy bán 1.650.000. Còn mình đang định cái máy nén khí kia xong á, mình test khí nha. Test khí nó sẽ quay. Cấp khí nó quay nha. Không rơ không lắc. Nói hết nổi các bạn. Nói hết nổi thì giờ hạ bớt giọng xuống. Mệt quá. Nè. Đế thép à. Đế này đặc biệt là nó có luôn con trở để gia nhiệt à. Các bạn nào muốn vừa xoay vừa nướng bánh gì đó ha. Mở hai cái con này ra cho nó xoay 360 độ luôn. Chế cháo. Nặng quằn. Bạn nhìn đẹp không? Không rơi không lắc nha. Con này dân nào CNC nha. Cái này là cái đế nha các bạn, chứ không phải là cái mặt nha. Bạn thấy bốn ốc nó bắt không? Cái này là cái đế nha. Nằm xuống. Cái này đưa lên. Cái này mình cũng đang đi bãi lấy một con mâm cặp về làm mẫu. Đặt đây nè. Ha, kẹp. Cái này là cái đế nha. Con này để như vậy là 1.650.000 nha. Cũng mấy khách hỏi mà không có ông nào cọc hết trơn. Bữa nay đi một lô mấy con giảm tốc 1/40 nha. 1/40 Boston á, mình gỡ hết nha. Mình tưởng 5-6 đơn các bạn. Cuối cùng dư 2 cục. Đi hết 3 cục còn dư 2 cục. Ha. Vẫn giá là 650k các bạn. Khách nào mua ngày mai mình gói mình ngày mai mình lên đơn luôn nha. Nó nằm ở đây các bạn. Hộp số Boston. Thật ra bên bãi cũng còn nhưng mà bán chậm mình không lấy thêm. Ha. Giá này để giá vốn lại.
Cái này vẫn là tiếp tục là 180k bao ship. Cái này tự nhiên bán ao 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 ao, người mua 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái. Còn cái không ai mua. Nhiều khi bán hàng cũng ngộ. Còn cái này thì mình đang sửa cái máy cắt cái máy của mình dưới các bạn. Mình sẽ cắt ngang cái phần này đi và khoan lỗ mình lắp lên làm cái spindle nha. Lắp lên. Mình làm thêm cái clip. Một vài clip liên quan nó. Một cái chống giật Panasonic 15A. Con này còn ngon các bạn. Con này bán bạn 100k nha, 100k. Điện nào cũng xài được nha. Điện từ 120 tới 240. 15A. Về các bạn lấy xà bông các bạn vuốt lại nha. Mình có kinh nghiệm là lấy xà bông các bạn. Đặc biệt xà bông Omo nha. Chất tẩy nó cao. Các bạn lấy khăn giấy ướt các bạn nhúng vô, các bạn lao lên cái đồi nè. Nó mới toanh luôn. Nha, chứ đây mình không biết cái loại nào nó phù hợp nha. Cuối cùng thấy Omo là hợp lý nhất. Số 1. Omo. Sẵn quảng cáo cho Omo. Quảng cáo free. Con này bán sát các bạn nha. Bán sát. 50k bao ship. Khách nào mua chỉ riêng con này không cũng bán nữa. Bán cái nhông cộng với cái hộp số 50k bao ship. Nó bị gì các bạn không chạy. Con này giá vẫn tiếp tục là 180k bao ship. Thu về 150k. Con này chế phát điện, chế động cơ hoặc trần các kiểu nha, để zin á. Cái gì tùm lum ta. Ở đây con thắng từ rất là đẹp luôn các bạn. Akura 24V, Makin Japan. Con này thắng từ là thắng từ gián tiếp chứ không phải trực tiếp nha các bạn. Thông thường những con thắng từ trực tiếp nó gắn vô cốt motor. Còn con này là nó gắn gì các bạn, cái này là nó kéo qua cái dây curo các bạn, hoặc là các bạn mở ra. Các bạn mở ra nha, dùng cái khớp nối. Thật ra mấy con này chết tời, rất là nhiều khách hỏi cái thắng từ. Con này nè, bự. Nha, mình cũng chỉ anh khách rồi nha, mình cũng chỉ anh khách đó. Bây giờ làm sao cho nó nằm vậy, rồi làm cái khớp nối cứng hai bên, nối qua nối lại đó. Ủa mà con này thắng từ khác các bạn ơi, thắng từ là cấp điện nó mới đứng nha. Cấp điện nó mới đứng. Mà cũng được, sao cũng được, cấp điện nó mới đứng. Còn mấy con tời thì thông thường là cấp điện nó mới mở nha. Con này nó ngược ngược lại nha. Ok, không biết các bạn làm được gì không nha. Con này 150k bao ship. Mấy cái cha băng bao sống bao xài. Lết từ dưới lên trên. Con này 100k đi nha các bạn. 100k bán cho nó gọi là thay đổi phong thủy. Tức là cái nào mà để lâu quá bán không được các bạn, xả đại xuống thu tiền cà phê cũng được. Bán lấy phong thủy nha. LG. Con này các bạn biết mà xài đúng cái công dụng của nó là giá rất là cao nha. Các bạn biết đây là con điện trở nhiệt nha. Nó sẽ đốt nóng giống như trong cái bộ sấy ô tô á. Đốt nóng xong cái nó thổi ở dưới cái motor các bạn. Nó thổi hơi nóng ra. Thì các bạn có thể điều khiển được cái hơi nóng này qua cái con, một con điều khiển nữa. 100k bao ship nha. Cảm ơn khách đã chịu chuyển khoản. Còn con nào bán phong thủy không ta? 39 phút. Mình làm thêm cho tới 45 phút nha. Đó. Mà có một số shop các bạn làm tới 1 tiếng rồi nha.
mà công nhận nha, cái lượt view kinh khủng luôn. Mình không rõ là làm càng nhiều các bạn càng khoái hay sao mà thấy lượt view kinh khủng luôn. Con này có đơn bây giờ, hai đơn bây giờ chưa có làm nổi. À đây, đây cái bộ ốp của cái con đó các bạn, ốp của cái con robot đó, một cái mặt bích. Cái này chứ nhiều khi cần đi kiếm không ra các bạn. À, mặt bích nha, bích sạc vô, cái này sạc vô 750W. Cái này hàng của Mỹ. Chết không. Cái này ủa, cái này là cái gì các bạn? Cái phần đế gì ha? Sao tự nhiên có cái phần đế này ta? Giống như nó hít vô sao các bạn? Sao tự nhiên ngộ vậy? À, không phải các bạn, của nó. Hết hồn. À, cái này để mình làm xong cái máy nén khí á, mình cấp vô đây cái cho nó đội lên coi cái lực đội cỡ bao nhiêu nha. Cái con này mà lực đội cỡ 100 kg là ngon lắm luôn á. Ha. Làm đội này đội kia ngon lắm luôn á. Cấp khí vô cái bầu khí nha các bạn, nó sẽ đổi lên đổi xuống nha. Đó. Và trên đây nó có cái ren để các bạn bắt vô một cái gì đó nha. Đó, đổi lên cỡ 2 tấc. Con này mà đổi lên từ 200 kg là hơi bị ngon luôn á. Hàng USA. Ha, USA của Mỹ. Ha. Harvard. Ok, con này thì để mình nghiên cứu nha. Thế anh bãi cũng còn con hai con. Để coi cái máy nén khí làm sao rồi, mệt quá. Để lại. Bữa bán thanh lý mà không ai mua hết, để lại. Này có ý tưởng mới. Đây, có khách nào hỏi cái động cơ chế quạt. Con này 80W nha. Bao khỏe, cốt 12 ly, cốt bát chữ D. Khách nào mua cái cánh quạt máy cục nóng điều hòa các bạn. Vác nó, vác nó 12 ly, nó vác sẵn chữ D đưa vô chạy luôn ha, bao lưu lượng khỏe. Con này 300k bao ship. Khách nào mua mình sẽ đấu tủ nha. Ở đây nó có dây high và low, medium, tức là 3 tốc độ á. Khách nào cần thì mình đấu tốc độ cao nhất cho, về cấp 220 là xài. Ồ, đây con nữa các bạn. Bó tay cho nó về vị trí đó. Hộp này nhìn thì ghiền mà không biết làm gì, cũng lụm về vậy chứ mua cũng như 300 hay sao. À, mua đại để lát rảnh cấp điện cho nó lên cái chữ gì không. Con này là điều khiển 20 nha. Hoặc là khách nào có cái máy có cái cụm XI á, mà muốn điều khiển 20 á, liên hệ mình. Mình làm lại cái bộ này cho. Làm thêm cái đây cái phần tay quay ha, nó cũng ngon lắm luôn á. À, XI nữa các bạn, 20 nè, X nè, chục X nè, chục Y nè. Ha. Điều khiển 20. Đây nhà là hai với low nè, hai với low. ORG các kiểu. Ở đây thêm một cái dừng khẩn cấp có rồi nè. Ở đây cái nút start stop nha. Cái này là các bạn biết là khi mà nhấn start để chạy chương trình á là nó phải có cái này. Để làm gì các bạn biết không? Chống bấm nhầm. À, thường thường là những cái máy nó hay có. Cái này là bấm là cố ý chứ không phải cái nhầm nha. Vậy sao nhầm được ta? Khỏi cãi. Chạy hư hàng khỏi cãi các bạn. Bấm nhầm. Ở đây một con động cơ bước 2 pha, à 3 pha chứ, động cơ bước 3 pha. Con này của châu Âu, phát điện áp cao. À, mình đang mở ra mình review. Con này quay tay nhẹ nhẹ, bóng đèn sáng quắc. Con này để mình review,
mình đã review xem nó hết rồi các bạn. Nó quá ngon. Con này để mình ráp lại, mình làm một cái clip test nha. Con này thì đang bí mật các bạn, tại vì bên bãi nó đang về số lượng nha. Nó ngon cái rồi mình lén đi qua các bạn, ôm hết về. Chứ nói ra thì nó không mất hay. Kinh nghiệm như vậy các bạn, đừng có làm gì lộ liễu, lén à. Qua chốt lô rồi về thì các bạn muốn làm gì bạn làm, đó chuyện của các bạn, muốn review muốn làm gì đó làm. Ôi trời ơi, một cái nguồn cực nét luôn, cấp điện lên đèn, nhưng mà rất tiếc không phải cái đèn ready mà là cái đèn alarm. Con này mà lên cái đèn ready là hơi bị ngon. Con này 120k bao ship nha, xả cho các bạn về nghiên cứu ha. Kích mình không biết kích các bạn, 5V 40A, 12V 33A, 120k. Bạn lấy cái hộp làm công chuyện cũng ngon. Bên trong các bạn lấy được linh kiện các kiểu. Ở phía trước các bạn lấy được 3 con quạt siêu tốc ha. Rồi lấy luôn cái cổng nguồn để các bạn cấp làm cái hộp gì đó. Này mở ra bên trong nhóc linh kiện luôn các bạn ha. Linh kiện xịn không nè, sò các kiểu, nghêu, sò, ốc hến, 120k. Giá này đố các bạn đi bãi lấy được con này 120k. Vô nó hét 200.000 ký, còn nó 3 ký, 3 ký trả giá xuống còn 500, chốt giá về. Bữa lượm được 2 con ba pha mini motor. Con này ba pha nha, qua hộp số. Hai con này các bạn nào làm khoan mini á nha, hơi bị dữ luôn á. Các bạn chạy 24 giùm. Cái này qua một cái bo nữa, cộng với một cái bo. Cái bo này các bạn, cái bo 350W nè. Ô, nó đi nói lại cái bo mình hết rồi các bạn. Còn mấy cái để mai đặt thêm 20-30 cái nữa. Hết rồi các bạn. Còn 2-3 cái hết trơn. Bốn bảy phút ha, thôi hết này ngưng các bạn, đuối quá. Để chưa bán hàng này ai khỏe lắm mới làm được các bạn, mới chơi thôi nha. Chỉ riêng các bạn review không cũng đã hết hơi, vừa hết sức mà vừa hết hơi. Đợi đâu có ai mà cũng có nhiều khả năng nói nhảm các bạn. Các bạn biết ngày xưa cái lúc mà mình mới làm thực sự nói nhảm luôn, khách chê thì kệ khách, cứ nói nhảm. Đó, cho nên vượt qua được cái nói nhảm đó rồi thì từ sẽ nói nó bớt nhảm hơn. Đây cái này với cái này. $350k ha. Các bạn chế khoan các kiểu á. Có cái đầu măng răng các bạn, cái đầu kẹp ha, chế khoan, chế gì đó chế nha. Chế cái khoan bàn mini. Siêu khỏe, tua cao. Tua cũng tầm 2-300 á nha, 2-300 chứ không phải ít đâu, các bạn chỉnh tốc độ được mà. Con này các bạn chế khoan gỗ, khoan sắt, khoan gì cũng được nha. Nhông thép, ba pha không chỗ thang, nhông thép 2 tầng. Con này nó có khớp nối thì nó hay hơn. 350 một bộ nha. Con này không có khớp nối thì tính các bạn 320. Ra chỉnh tốc về cấp từ 12 tới 48 chạy. Nhưng mà chạy 24 nha, ưu tiên chạy 24. 24 là chuẩn nhất. Con này 24 các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha.